Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nhiều diện tích lúa xuân sớm chuẩn bị thu hoạch, nhưng ở một số địa phương như thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng hay Thanh Miện, trà xuân muộn mới chỗ thoát. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng đan xen mưa, độ ẩm cao đã xuất hiện dày nâu, dày lưng trắng, gây hại trà lúa xuân muộn. Chương trình đồng hành cùng nhà nông tuần này, các chuyên gia khuyến cáo giúp cho bà con nông dân giải pháp trừ dày, đảm bảo năng suất cuối vụ. Cánh đồng trũng này với diện tích gần 30 hecta của thôn Cao Lý, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, bỏ hoang đã nhiều năm. Cách đây vài năm, địa phương cho nhân dân đấu thầu cải tạo cây lúa. Nay đã trở thành cánh đồng mẫu lớn, điểm sáng về các giống lúa, năng suất chất lượng của địa phương. Cùng với một số hộ gia đình, trong khu đất, bà Trần Thị Tâm cấy trên một mẫu lúa bắc thơm số 7 là trà xuân muộn. Hiện nay cây lúa đã chỗ thoát, bông lúa đang ngậm sữa. Những ngày qua, mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao đã xuất hiện trên lúa của gia đình dày nâu dày lưng trắng. Với kinh nghiệm nhiều năm thâm canh cây lúa, việc trừ dày cuối vụ đối với bà Tâm không mấy khó khăn. Khi nghe đài phát thanh là bắt đầu là chúng tôi đi kiểm tra là bắt đầu là thấy chớm phát hiện cái là phun luôn thì mới hiệu quả. Chúng tôi là cứ ra đại lý Sigenta chắc này rất hiệu quả. Vì dùng nhiều rồi có kinh nghiệm rồi, cứ cái thuốc này dùng thôi. Là đại lý cấp 1 của công ty Sygenta, anh Nguyễn như ý cho rằng muốn phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng hiệu quả, đặc biệt là cây lúa, bản thân anh không chỉ là người kinh doanh đơn thuần mà phải theo dõi sinh trưởng phát triển của cây. Đồng thời, khi thời tiết thay đổi, phải cùng với người dân đi thăm đồng, tìm hiểu và kết hợp với các chuyên gia khuyến nông, tư vấn cho người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng và chúng. Do đó, trên 120 mẫu ruộng, cây trồng của thôn Cao Lý hầu như sạch bệnh được bà con nơi đây tin tưởng. Thường thường là khi vào đến những trà sâu thì bọn tôi phải đi bám sát đồng ruộng, điều tra xem mật độ sâu nhiều hay ít để đưa ra những cái thuốc thích hợp phù hợp với cho bà con. Ví dụ đối sâu con lá mà thời điểm mà nó mật độ cao chúng tôi tư vấn dùng thuốc Volam Tango để diệt trừ sâu con lá và sâu thân. Vòng sau thời điểm mà mưa to bão lớn này mà mới độ giật lầy tương đối cao thì chúng tôi điều tra đưa vào khuyến cáo chết 50 mg 15 g của công ty Sikanta. Hiệu quả đến thời điểm này thì cái thuốc chết khi chúng ta bà con quá quen thuộc rồi vì nó chắc là sạch sẽ từ đầu vụ và đến cuối vụ thì thời điểm này là vẫn chưa có giày xuất hiện. Theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp, vụ xuân này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh gieo cấy, trà lúa xuân muộn khoảng trên 4.500 ha, chủ yếu ở các huyện, thị xã như Thanh Miện, Cẩm Giàng và thị xã Kinh Môn. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng xen kẽ những trận mưa, độ ẩm cao, một số diện tích trà lúa xuân muộn trên những cánh đồng trũng, hẩu xuất hiện dày nâu, dày lưng trắng, phát triển gây hại nhẹ, giải rác với mật độ trung bình 30 đến 70 con một mét vuông. Một số nơi có mật độ dày cao từ 100 đến 200 con một mét vuông. Cá biệt có ruộng mật độ lên tới trên 2.000 con một mét vuông. Đa số dày tuổi 2, tuổi 4 chủ yếu gây hại trên những giống nhiễm Bắc Thơm số 7, TBR 225, NEP và Quy 5. Những ngày qua thời tiết nắng nóng xen kẽ những trận mưa, độ ẩm cao. Trong khi đó lúa xuân đang chỗ thoát, cây lúa nhiều dinh dưỡng rất phù hợp cho dày nâu, dày lưng trắng phát sinh nên mật độ dày lúc này cũng tăng rất nhanh. Nếu không được phòng trừ kịp thời sẽ bị giảm năng suất lớn, có thể bị cháy dày. Vì vậy việc phát hiện phòng trừ dày, bảo vệ cây lúa ở giai đoạn này là hết sức cần thiết. Những ngày qua thì thời tiết có nắng mưa xen kẽ. Thì theo điều tra của cơ quan chức năng và đại lý thì có phát hiện cục bộ một số điểm bị dày gây hại rất là nặng. Vì vậy bà con nông dân cần lưu ý đi thăm đồng thường xuyên và sử dụng những sản phẩm thuốc trừ dày đặc trị và hiệu quả cao như chét 50 VKG của công ty Syngenta. Chét 50 VKG giúp bà con nông dân quản lý triệt để đối tượng dày gây hại. Về liều lượng là một gói chét 15 g pha cho một bình từ 16 đến 18 lít nước. Phun chét thì sẽ giúp bà con uh, kéo dài cái thời gian quản lý dày uh, và một cái lưu ý là khi mà mình phun chét thì trong ruộng lúc nào cũng phải có nước uh, và phun khi cây lúa còn xanh uh, vào giai đoạn cuối vụ này thì uh, uh, sử dụng sản phẩm chét 50 mươi cái thì bà con uh, yên tâm về đối tượng dày gây hại nhằm đảm bảo trà lúa xuân muộn sinh trưởng phát triển tốt từ nay tới cuối vụ đề nghị bà con thường xuyên kiểm tra đồng ruộng đặc biệt lưu ý kiểm tra phát hiện đối tượng dày nâu dày lưng trắng giai đoạn này sinh khối cây lúa lớn và khả năng lưu dẫn khỏe bà con nên phun trừ dày với thuốc chest 50 mươi là thuốc tiên tiến lưu dẫn mạnh thấm sâu, cực nhanh, hiệu quả trừ dày tới 2 tuần, có khả năng lưu dẫn hai chiều. Sau khi phun chest 50 v dưới tác động của thuốc, dày co vòi lại, không có khả năng trích hút, từ đó dày bị chết triệt đẻ và hạn chế nguy cơ gây cháy dày ở cuối vụ.